Dạ, Diêm xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Diêm đã có mặt tại thành phố biển Vũng Tàu quý vị. Hôm nay là ngày 21 tháng 12. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đi dạo ở đường Thị Vân cùng với Diêm quý vị. Hôm nay khí hậu Vũng Tàu khá là mát mẻ và cái nhiệt độ quý vị Diêm nghĩ tầm khoảng chừng 22 độ C thôi. Nên là đi dạo khá là mát. Nếu mà đi xe máy thì đã hơi lạnh lạnh một chút xíu. Tiết này đi dạo bộ đây vì có nhiều người nước ngoài người ta cũng đang đi bộ trên con đường Thị Vân như là đi để đi dạo phố hả quý vị. Phía trên thì có cái bàn trực thăng đang bay nè. Dạ, hôm nay thì nhiệt độ như bầu trời Vũng Tàu vì thấy những cái áng mây bồng bềnh và kiểu như là có mây mờ không khí lạnh quý vị. Thank you.
chỗ này là đến cái đầu đường Thùy Vân nữa vì ngay cái khu du lịch Paradise là khu vực bãi Đài Loan á. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Diêm đi dạo qua đường Thùy Vân trong cái ngày có thể nói là những ngày này là ngày cận Noel quý vị, chuẩn bị đón năm 2018. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.